Ông khi nào ông chấp nhận làm một việc không có ý nghĩa mà vẫn cứ làm miệt mài trong vòng một tháng là ông có cái sự kiên trì ngay lập tức. Ở đấy ví dụ, đấy tôi gọi là xúc xỉ không cần xẻo. Nào ông cứ luyện công đi, ông cứ bê đất, bê gạch từ đằng trước xếp ra đằng sau nhà, xong lại bê đống gạch xếp từ sau nhà ra đằng trước nhà. Mẹ ông cứ làm thế cho tôi kiên trì một tháng, mà một việc vô nghĩa như vậy mà ông vẫn kiên trì ông làm, thì sau một tháng đấy thì ông sẽ luyện được tính kiên trì. Sống là phải mơ, kẻ lình nói bên cạnh ta, dù ta nhắm mắt cố gắng bao điều khát vọng, hãy nhớ ta là ai và phải nhận biết cho ngày mai, đừng để cuộc sống rồi cha làm đánh mất, hãy là chuyện